điều tôi thích nhất là ngôi nhà nằm trong khu vực yên tĩnh. Mỗi khi đi xa trở về, tôi có cảm giác bình an, Cao Thái Sơn nói. Anh tậu đất từ năm 2018 rồi xây dựng theo quy định của chủ đầu tư. Theo anh, các ngôi nhà tại đây đều phải tuân thủ thiết kế giống nhau. Điều tôi thích nhất là ngôi nhà nằm trong khu vực yên tĩnh. Mỗi khi đi xa trở về, tôi có cảm giác bình an, Cao Thái Sơn nói. Anh tậu đất từ năm 2018 rồi xây dựng theo quy định của chủ đầu tư. Theo anh, các ngôi nhà tại đây đều phải tuân thủ thiết kế giống nhau. Nam ca sĩ chọn phong cách bán cổ điển, tôn màu trắng, sám tương đồng với những căn nhà khác của anh. Anh chọn nội thất chất liệu gỗ và da để sang trọng, không lỗi mốt và mang đến trải nghiệm tốt khi sinh hoạt trong căn nhà. Nam ca sĩ chọn phong cách bán cổ điển, tôn màu trắng, sám tương đồng với những căn nhà khác của anh anh chọn nội thất chất liệu gỗ và da để sang trọng không lỗi mốt và mang đến trải nghiệm tốt khi sinh hoạt trong căn nhà phòng khách thông với bếp nhằm mở ra một không gian rộng rãi tiện lợi cho tầng trệt của ngôi nhà phòng khách thông với bếp nhằm mở ra một không gian rộng rãi tiện lợi cho tầng trệt của ngôi nhà cao thái sơn mê nấu ăn nên anh trang bị những dụng cụ nhà bếp hiện đại nhưng có thiết kế thông minh để tiết kiệm diện tích Cao Thái Sơn mê nấu ăn nên anh trang bị những dụng cụ nhà bếp hiện đại nhưng có thiết kế thông minh để tiết kiệm diện tích. Giọng ca con đường mưa bố trí sofa và bàn trà ở sân sau của ngôi nhà. Anh đặt nến, hoa và các loại đèn để nơi này thêm phần lung linh như một quán cà phê tại gia. Giọng ca con đường mưa bố trí sofa và bàn trà ở sân sau của ngôi nhà. Anh đặt nến, hoa và các loại đèn để nơi này thêm phần lung linh như một quán cà phê tại gia. Nhà có 4 phòng ngủ. Trong đó, phòng ngủ master được cơi nới từ việc đập thông gara nên rộng rãi. Cao Thái Sơn chú trọng việc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả nên dành nhiều sự đầu tư cho phòng ngủ. Nhà có 4 phòng ngủ. Trong đó, phòng ngủ master được cơi nới từ việc đập thông gara nên rộng rãi. Cao Thái Sơn chú trọng việc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả nên dành nhiều sự đầu tư cho phòng ngủ. Cửa chính được trang trí theo chủ đề đặc biệt trong các dịp lễ. Trong ảnh, Cao Thái Sơn kết vòng nguyệt quế và bày biện quả thông mừng giáng sinh. Hầu hết ngày lễ lớn anh đều hưởng không khí tại Mỹ. Riêng năm ngoái không thể sang đó vì Covid-19. Cửa chính được trang trí theo chủ đề đặc biệt trong các dịp lễ. Trong ảnh, Cao Thái Sơn kết vòng nguyệt quế và bày biện quả thông mừng giáng sinh. Hầu hết ngày lễ lớn anh đều hưởng không khí tại Mỹ. Riêng năm ngoái không thể sang đó vì Covid-19. Hiện, Cao Thái Sơn đang ở Mỹ. Anh qua đó từ đầu tháng 3 để chuẩn bị triển khai một số dự án công việc mới. Hiện, Cao Thái Sơn đang ở Mỹ. Anh qua đó từ đầu tháng 3 để chuẩn bị triển khai một số dự án công việc mới. Ngoài ngôi nhà ở Mỹ, Cao Thái Sơn hiện sở hữu nhiều biệt thự, đất đai trị giá hàng triệu USD tại các thành phố khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đà Lạt và Long An. Ngoài ngôi nhà ở Mỹ, Cao Thái Sơn hiện sở hữu nhiều biệt thự, đất đai trị giá hàng triệu USD tại các thành phố khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt và Long An. Mỗi năm, anh đều tậu thêm ít nhất một bất động sản mới và tự tay lên ý tưởng thiết kế, lựa chọn nội thất cũng như giám sát thi công cho mỗi công trình. Mỗi năm, anh đều tậu thêm ít nhất một bất động sản mới và tự tay lên ý tưởng thiết kế lựa chọn nội thất cũng như giám sát thi công cho mỗi công trình. Tường sang